thỉnh thoảng mình cũng phải thứ ba thứ tư cũng đánh lạc lên tí, không với thằng thằng địa bàn này. Giáo viên cứ ở xa vùng này không về là có vấn đề rồi. Hoặc cái vùng sâu vùng xa là an toàn, nó cũng chẳng hay không về, chẳng an toàn tí nào à? An toàn gì, toàn chết với thằng cán bộ thôi. Một cán bộ, hai thằng nhiều tiền. Quên, hôm qua không cho hai số. Cái đứa giáo viên nó cũng bỏ chồng nó lâu rồi, nó cũng hay gọi cho mình suốt, cũng phải đi chơi. Cũng ở thị trấn à? Ở thị trấn luôn. Tối nay nó gì? Trắng trẻo. Cô giáo à? Cô giáo. Về. Nó hơn mình một tuổi, 83. Về trên lâm sáng gần tối nay. Trên đàn quất luôn. Nhiều khi máy bay kìa, mình toàn đi máy bay. Thì gạo ca ngạo nói chuyện vui. Trời ơi, anh về. Cho con vợ anh tí tình độc là vì lâu nay độc lắm đấy. Anh cho nữa. Ơi con bê này. Thôi cả áo chém như, ui giời, nó thần bố, luôn. Bố mồm này nó to đấy chứ. Mồm mày xoé. Ừ. Càng ngáo. Lúc mà lão mà mềm môi vậy, nó chê ra nó mà ngồi dài chứ. Cái lúc ngọt mồm là bố ngồi. Mấy thằng còn sợ không? Đấy, bố là... Sợ đó. Hiếu thì được lúc thôi, tí thôi. Sau lăn cành nha. Hiếu mặt đỏ thế tai. Hiếu bảo ui anh ấy phê lắm rồi. Bảo phê nào nếu biết tao không cứu được mày đâu. Chỉ có mày tự cứu đấy đâu. Mày xin thế nào cho thì tao chịu. Thế mà xin cũng phải 5 chén đầy nữa mới được về. Thế là về nôn luôn. Mà mày thấy chưa? Không phải là mình tao đâu, mày thấy chưa? Thế là bảo ui anh ấy thế này thì chết. Mày tưởng sướng lắm à? Có nghĩa là gần chớ rồi. Thế mà thôi thế thì cho nghỉ, nhưng mà chỉ uống 5 chén nữa rồi cho về. Ừ. Thế thì gần đầy rồi mà 5 chén nữa thì thôi. Thì thôi về hẳn. Sợ thật. Biết thế xin ngay từ đầu. Xin ngay từ đầu thì 6 chén là vừa. 6 chén là vừa. Về ông sáng ra mặt ông mặt nghết là mệt quá nhạc bớ. Đi đây người ta không xây nhà bên này tốn công tốn của nhỉ, chuyển lên trên này mà cao này, cái nhà này là oách cái tầng ăn đấy, nó chở vật liệu đầy kinh nhỉ, khi mang gạch cát lên tận đây. Khổ cũng khổ, giàu cũng giàu. Người này quá khổ, người quá sung sướng. Chỉ ở đâu nữa, người nghèo người giàu. Thằng Khôn nó lại chuyển lên mua đất thị trấn nó xây rồi.
con này to thế. Tình hình chè ở đấy cướp phát kiểu như thế nào đây? Chè nhưng mà được ít lắm, cũng không đủ hết cả thôn đâu. Vâng. Chả biết tính kiểu gì được thì nó chắc tầm được mấy nghìn thôi. Thế thôi. Một vạn nhá. Xe mù là còn nhiều chỗ ở đấy. Sáng nay anh vào đấy chú còn chưa dậy. Ừ, lúc sáng sớm anh sang nhà lợi mới dậy thôi. Sao sáng nay bảo là cả bên thôn cũng đi, sao không thấy thôn đi nhỉ? Đại biểu các thôn này à, thế thì sao lại hoán này, vợ bảo hoán này, không có, chỉ lấy cái ông tổ trưởng thôi. Hay lấy điện ông bố nó cũng không nghe, không nọ đó. Cái ông Dùng ấy, hôm nào nó bảo là điện này hỏi lấy ít chè, muốn tạo điều kiện cho nó một tí, nó cũng không nghe. Ừ, thế hôm nào anh em mình gặp nhau sau nữa. Ừ, nhưng mà tác động cho hai hộ kia một tí, hả? Tác động hai bố con kia một tí nhá. Cái cua này lại không có sống này. Bọn con gà này hôm nào bị hai thằng thanh niên lừa cướp hết tiền. Cướp tiền đứa nào mà bây giờ nó bảo nhà có gà. Ừ. Thì cho chồng nó ở nhà, ở xe ở đường cho vợ nó dẫn, rủ vợ nó đi về xuống nhà bắt. Ừ. Để vào kia nó vật mẹ lấy hết tiền. Bắt ngay. Bắt đến tối là bắt được. Trời ơi, anh kia anh đập liệu. Anh sướng, anh nhảy trống trôm. Ừ.
chầu này. Thích. Này mày không thích à, tay cầm tay à? Này tí bụi rậm thằng chăn xong hay là xong áo mưa đi theo nữa thì trâu no thì người cũng no rồi. Này nó thả rông rồi, tí nó về nó đuổi đi nó về rồi. Thế này nó trộm biết thằng. Bây giờ đây ít rồi. Bởi vì trước không có điện thoại này. Bây giờ hay mất. Bây giờ hầu hết các ngõ ngách điện thoại bây giờ nó cần chuyển lên ô tô nó chết hết. Bắt hết. Đấy. Không thoát được đâu. Là mấy vụ đang lên ô tô đã bị bắt này. Bên kia là nhiều chuối, bên này chẳng có gì nhỉ? Bên này không có đâu. Này thì trồng ngô, cây lúa. Đất bên này là xấu ấy. Bọn Tây về đây mà đường vẫn không sửa. Đâu anh ơi? Ở đây gọi bác rồi nha. Ờ, nhà thiếu đồ. Chú Ngân báo nhà vẫn cần giống chè. Hôm nọ thấy Ngân bảo đào được chưa? Sao
Sáng nào mà, thế thì đợt này lại khó đây. Thế à, bây giờ đang có một chuyến ưu tiên cho thôn tỉnh cáo ấy. Hôm nay vào bác không chia xây rồi, lúc em vào xuống nhà lợi ấy. Đấy, bảo là đến sáng chủ nhật về xong lấy nốt thế tiền kia nhá. Đám cưới à? Thế thì xem nếu em đi được em mang tối em cũng ở nhà. Bây giờ em đang đi Cao Sơn làm tỉnh đây. Nếu anh ở nhá. Vâng, em ơi, được, hôm qua sáng nay cũng đưa cho lợi rồi, vẫn còn thiếu ít thì thấy hôm nào hai người cùng về lấy nốt nhá. Xếp hoa điện cho ông chủ tịch xã cho ông xấu rồi. Đến các hộ đấy thôi, không phải đi tìm nhầy nữa. Mà chắc bác cũng nhiều bận, nhiều việc quá. Bác cũng chắc quên. Quên, chưa chỉ đạo anh em. Và cũng gọi cho anh liên tục ấy chứ. Là đấy hôm tuần trước thì cũng gọi lại hỏi anh em nhầm với mà một đoàn khác. Cái đoàn chỗ
Lương. Cho ông Lương ấy. Tưởng là xong rồi. Tính bảo là không anh ạ. Cái việc của em bọn em là cái việc khác. Thế là anh bảo thế thì có thể để cuối tuần thứ hai, thứ ba anh cho anh em đi khảo sát. Sao lại nhiều việc? Bảo ai đi khảo sát không? Chắc nếu mà bảo sẽ mỗi tiếng chứ. Thế còn nếu mà có người đi khảo sát thì người đấy chắc là sẽ dẫn mình đi. Thì nó đỡ bất công hơn. Chứ còn đi tìm cái này thì khó. Mà mình thì thực ra cũng không có nhiều thời gian. Thế em phải nhờ nhờ bác cái chỉ đạo đi điều tra trước. Mấy đứa tăng cường ra xa xa, thằng này nó sắp đi thôn mấy rồi, chỉ ngồi ra với máy tính ở đấy chỉ đạo thôn bản thôi. Ừ. Phải có người mà chuyên đi thực địa ấy. Chuyên trọng, biết được nhiều. Làm ở đây quá nhàn, chả có chương trình dự án gì. Úi ơi. Úi giời ơi. Mà cười chứ. Sướng. Mẹ mày. Ông trước sướng không sao. Mày sắp đi Tây Thiên rồi ấy. Dì 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 dì. Hồi đi Hà Giang đấy. Đã làm quá đây. Cái này nếu mà phải xe Uyên nữa thì. Uyên đấy. Quay luôn rồi. Cày luôn vào mũi xe luôn. Vào đúng ông phó chủ tịch huyện. Táng luôn vào xe ông phó chủ tịch huyện. Xe bên phanh phát là biết coi ngay. Đấy, có những bà con mùa vụ ngô khác biết trồng, lúa khác biết cấy, thời vụ nó khác làm. Đi xa một tí mà nó vẫn thích ở đây sao? Cửa ngõ của huyện đoàn này đoàn nọ đoàn kia liên tục. Cấp 3 đây, địa bàn này. Chờ, đúng rồi đấy.
viện trợ họp hết ở đường. Trường đẹp phết. Xe đỗ dưới. Anh đi đù đù lên cho đỗ dưới. Đúng, chúng nó về đây. Chợ chắc hôm qua họp đấy. Qua. Hết hơi.